chính quyền và cơ quan chức năng chắc chắn đều thấy mọi diễn biến. Mấy năm qua thầy đi một mình thì không sao, nhưng thời gian gần đây lại quá rộ lên. Cứ đà này nếu mọi thứ diễn biến vượt quá mức cho phép và lỡ gây ảnh hưởng đến trật tự và sự xáo trộn xã hội thì mình nghĩ sớm muộn gì chính quyền cũng sẽ vào cuộc. Đấy là lẽ đương nhiên thôi à. Người dân tôn sùng quá mức là đang hại thầy chứ không phải chính quyền làm khó thầy. Nhà nước cho phép tự do và bày tỏ tín ngưỡng, tôn giáo nhưng phải thực hiện đúng những quy định của pháp luật. Bạn sẽ cho rằng Hiền Diệp lo xa và quan trọng quá vấn đề. Nhưng không gì là không thể với những gì xảy ra hiện nay khi mà quý Phật tử và người dân đang biết về thầy quá nhiều như một trào lưu. Nếu thương thầy thì hãy để thầy tu học như trước đây, thấy thầy đi qua địa phương có thể đứng từ xa đảnh lễ. Không nhất thiết đến trực tiếp đảnh lễ mới là tôn kính và có phước lành. Đấy là suy nghĩ sai lầm. Rải hoa, thắp nến, cúng dường quá mức cần thiết, có những người chụp hình selfie, cố tình lấn sát thầy, trông rất phản cảm. Hãy để con đường tu học đầu đà của thầy thuận theo hạnh nguyện và tự nhiên như trước đây. Thầy đã nói đến vấn đề tiết chế cúng dường và sự quan tâm trước người dân địa phương nhiều lần rồi, nhưng đáng buồn là ít ai hiểu. Rất mong quý Phật tử yêu mến thầy và mọi người dân quan hỷ hiểu điều đấy ạ. Chúng ta có quyền bày tỏ tín ngưỡng nhưng đừng u minh.